Mời các bạn đến thăm cột của đài truyền hình tỉnh Vĩnh Phúc. Đang ăn ở nhà này. Ở một điểm rất cao so với mặt biển. Vẫn trèo lên cột ạ. Tôi là Nguyễn Anh Tuấn, giáo viên chủ nhiệm đưa theo 11 chuyên toán tỉnh Bắc Giang lên thăm đài truyền hình để sửa chữa cho đài. Đây là em Lê Ngọc Sơn. Đây. Em Duy Hòa, lớp trưởng. Em Minh Tuấn. Làm thế nào nó Thế Huy. Quốc Toàn. Ngọc Thư. Đấy, thế. Bạn Quỳnh, Xuân Quỳnh và bạn Hải Anh. Bạn Thanh Mai và Hân Hồng Anh. Bạn Đặng Lâm Bích. Như này thôi nhưng mà leo khỏe lắm. Bạn Thanh Bằng, Nguyễn Thanh Bằng. Rất cảm ơn các em đã lên thăm đài. Bây giờ các em cứ đi tham quan nhá. Chị có ai mới đi. Rất là cao và sương mù dày đặc, cho nên chúng tầm nhìn xa độ 10 mét. Không. Ừ, tí về tắm cho nó sướng. Chúng ta đã lên đến đây thì quá tuyệt vời rồi. Rất là vui. Đúng rồi, không có gì phải thất vọng. Em đi lên. Nó chụp cái cảnh kia đó.